Coutinho có thể khoác áo Everton và Barca trả 1/3 lương. Theo báo giới Anh đưa tin, Philippe Coutinho đã nhận được đề nghị đầu quân cho Everton theo bản hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Cựu ngôi sao Liverpool được cho là rộng cửa trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa hè này. Sau khi không thể tìm được chỗ đứng tại Barca, Coutinho đã khóa Bayern Munich theo dạng cho mượn, nhưng hùm xám không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo này. Hiện tại một số ông lớn ở bóng đá Anh đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ Brazil, đơn cử như Arsenal, Chelsea, Tottenham và Newcastle. Theo thông tin mới nhất, Coutinho đã được đề nghị tới Everton theo dạng cho mượn 1 năm và Barca chấp nhận trả 1/3 lương để thúc đẩy nhanh thương vụ. Người đại diện của Coutinho, Kia Zorachian, được cho là bạn thân của Faha Mosiri, chủ sở hữu của Everton và có thể làm cầu nối cho thương vụ này. Ban đầu Coutinho gia nhập Barcelona với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 160 triệu euro. Tuy nhiên suốt mùa giải đầu tiên khoác áo Barca, Coutinho chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 34 trận. Hiện tại theo Sky Sports của Đức, Bayern Munich có được thỏa thuận gia hạn hợp đồng cho mượn của Philippe Coutinho tới hết mùa giải 2019-2020. Thỏa thuận cũ của hai bên có thời hạn tới ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mùa giải đã không thể kết thúc như dự kiến. Chính vì thế Bayern Munich đã đàm phán với Barcelona để gia hạn thời hạn cho mượn tới khi mùa giải kết thúc. Điều này có nghĩa cầu thủ người Brazil có thể thi đấu cho Bayern tại Champions League khi giải đấu này tái khởi tranh vào tháng 8. Guardiola xác nhận Sané rời Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết tiền vệ chạy cánh Leroy Sané đã chính thức nói với Man City rằng anh muốn rời câu lạc bộ và Man Xanh đã đồng ý. Sané hiện chỉ còn giao kèo 1 năm với Man City nhưng đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng trong nhiều tháng qua. Sané sẽ đầu quân cho Bayern Munich vào hè này nếu nhà đương kim vô địch Bundesliga có được thỏa thuận về chi phí với Man City. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Man Xanh sẽ chấp nhận xuống nước để bán vội Sané. Báo chí Anh khẳng định Man Xanh sẽ giữ nguyên lập trường ở mức giá trong thương vụ này. Đại diện Bayern Munich sẽ cho phép Sané ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2021 nếu Bayern Munich không đưa ra một mức giá chấp nhận được. Về phần Sané, cựu ngôi sao của Schalke 04 khẳng định anh đã sẵn sàng gia nhập hùng xám ngay lập tức. Nói về tương lai của cậu học trò Sané, huấn luyện viên Guardiola xác nhận Leroy nói rằng cậu ấy không muốn gia hạn hợp đồng, cậu ấy muốn ra đi. Điều đó sẽ xảy ra vào mùa hè này hoặc khi cậu ấy đáo hạn hợp đồng. Đội bóng đã nói chuyện với Sané 2 hoặc 3 lần về chuyện gia hạn hợp đồng nhưng cậu ấy từ chối. Leroy Sané muốn thi đấu cho một câu lạc bộ khác. Nếu vào cuối mùa giải cả hai câu lạc bộ đạt được thỏa thuận, Sané sẽ ra đi. Nếu không, cậu ấy sẽ ở lại 1 năm rồi sau đó ra đi khi hợp đồng kết thúc. Huấn luyện viên Guardiola thừa nhận Man City bất lực trong việc ngăn cản Sané ra đi, nhưng ông vẫn chỉ muốn những cầu thủ tận tâm ở lại câu lạc bộ. Cách giải quyết tốt nhất cho đôi bên sẽ là đường ai nấy đi. Townley và Jimenez cặp đôi sát thủ của Wolverhampton. Đâu là cặp đôi hiệu quả nhất ở Premier League mùa này? Không phải De Bruyne và Sergio Aguero, cũng không phải là Mohamed Salah và Roberto Firmino. Chính cặp Adama Traoré, Raúl Jimenez mới là bộ đôi tiền đạo ăn ý nhất, đáng sợ nhất ở mùa giải năm nay. Tính riêng ở Premier League, Jimenez đã ghi được 13 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo sau 29 vòng. Còn với Traoré là 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Đáng chú ý, trong số 13 bàn thắng của Jimenez, có tới 5 bàn thắng được Traoré kiến tạo. Còn trong 4 bàn thắng của Traoré thì có tới 3 là xuất phát từ những đường chuyền của Jimenez. Tổng cộng bộ đôi này đã chuyền bóng cho nhau ghi 8 bàn thắng, cao nhất ở Premier League, hơn cả cặp Bruno Aguero của Man City với 6 lần, Salah Firmino của Liverpool với 5 lần, Puki Kakwe của Norwich 5 lần. Traoré cũng tạo ra 19 cơ hội cho Jimenez dứt điểm. Ngược lại, Jimenez cũng có 8 lần là đồng đội sinh năm 1997 này vào thế ghi bàn. Cặp tiền đạo của Wolves đã tạo ra 27 cơ hội ghi bàn cho nhau ở Premier League mùa giải 2019-2020, cũng là cao nhất ở giải đấu. Dù không được chú ý bằng những chân sút trong Big Six, nhưng chính Traoré và Jimenez mới là cặp đôi đáng sợ nhất, ăn ý nhất ở Premier League mùa này. Neymar trả giá vì sự tham lam. Tranh chấp về khoản tiền thưởng giữa Neymar và Barcelona đã đi đến hồi kết và phần thắng thuộc về nhà đương kim vô địch La Liga. Hồi tháng 8 2017, thời điểm Neymar gia nhập Paris Saint-Germain với giá kỷ lục 222 triệu euro, tiền đạo người Brazil đã khẳng định Barca vẫn còn nợ anh 43,6 triệu euro tiền thưởng trong hợp đồng gia hạn được ký kết năm 2016, nên anh đâm đơn kiện gã khổng lồ xứ Catalan. Phía Barca phản bác rằng điều khoản liên quan đến khoản thưởng nói trên trở nên vô hiệu khi Neymar rời Nou Camp, trong khi người đại diện đồng thời là cha của Neymar đã cáo buộc Barcelona tống tiền, thậm chí còn kêu gọi UEFA cấm Barca dự Champions League.
vì không chịu trả tiền thưởng cho con trai. Vụ việc ban đầu được gửi tới FIFA, song cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã khép lại cuộc điều tra mà không đưa ra phán quyết nào vào tháng 2018, qua đó trao quyền phán quyết cho tòa án. Sau một thời gian xem xét, tòa án tuyên bố Barca là người thắng kiện và yêu cầu Neymar phải nộp lại 6,7 triệu euro cho nhà đương kim vô địch La Liga. Barca hoan nghênh phán quyết được tòa án xã hội đưa ra liên quan đến vụ kiện câu lạc bộ và cầu thủ Neymar Junior trong việc đòi bồi thường cho khoản tiền thưởng đã ký trong lần gia hạn hợp đồng cuối cùng của anh ấy. Phán quyết bác bỏ toàn bộ yêu cầu của cầu thủ, yêu cầu thanh toán 43,6 triệu euro. Neymar sẽ phải trả lại cho Barcelona 6,7 triệu euro, Barca thông báo. Neymar sẽ có quyền kháng cáo quyết định này. Tomori là cầu thủ đắt giá nhất của lò Chelsea. Tại Chelsea, Figaro Tomori thi đấu ở vị trí hậu vệ, không mấy bùng nổ. Song dưới con mắt của những nhà chuyên môn, thì đây mới là viên ngọc quý của lò đào tạo của The Blue. Thậm chí theo định giá, Figaro Tomori có đắt giá hơn cả hai ngôi sao tấn công nổi tiếng Tammy Abraham và Mason Mount. Đây là kết quả nghiên cứu của một tổ chức chuyên phân tích thống kê về các hoạt động thương mại thể thao. Tomori có giá 43,3 triệu bảng, là cầu thủ trẻ thường thành được đào tạo của Chelsea có giá trị cao nhất trên thị trường. Không chỉ đứng trên Mason Mount 33 triệu bảng, Abraham 38,2 và Hudson Odoi 18,1, Tomori còn vượt mặt cả Malen Nai, hậu vệ cánh là tương lai của đội tuyển Anh, 30 triệu bảng. Bên cạnh đó, trung vệ trẻ của Chelsea còn bước xa so với Leicester James 23,7 triệu bảng, 23 Juko Saka 19,2 triệu bảng. Ở cùng độ tuổi dưới 23, Tomori không thua kém nhiều đồng đội, có chăng chỉ là Marcus Rashford, tiền đạo xuất sắc thứ nhì ở tuyển Anh chỉ sau Harry Kane. Chân sút của Manchester United được định giá 46 triệu bảng. Có lẽ phong độ của Tomori đã phần nào giải thích tại sao anh được đánh giá cao như thế. Từ đầu mùa, anh có mặt 22 trận trên mọi đấu trường, trong đó anh giúp đội nhà giữ hạnh lưới 7 trận. Về số lần ra sân của các trung vệ tại The Blue, Tomori chỉ kém cấp Zuma với 33 trận. Với số lần giữ hạnh lưới, anh bằng người đàn anh thi đấu hơn mình 11 trận này. Thậm chí Tomori còn kịp ghi một bàn, trong khi đó Zuma và Andrej Christensen có số lần lập công bằng 0.